các bạn đã bị lừa khi đi mua nước hoa như thế nào? Bước vào một cửa hàng nước hoa, sau khi thử 5 đến 7 mùi, các bạn sẽ bắt đầu bị loạn mũi và khó nhận biết mùi hương. Lúc này thì nhân viên tư vấn sẽ đưa cho các bạn một hũ cà phê và khuyên các bạn rằng hãy ngửi cà phê đi, nó sẽ giúp cho mọi người reset mũi. Sau đó thì mũi của chúng ta sẽ bình thường như chưa hề có cuộc chia ly để có thể thử thêm một nước hoa. Các bạn nghe có thấy quen không? Mình thì đã từng đọc rất nhiều bài báo nước ngoài và cũng có hỏi thêm một số người bạn của mình là chuyên gia trong mảng hương liệu, thì thực chất đây chỉ là một chiêu trò marketing để khiến cho khách hàng dễ đưa ra quyết định hơn khi mà đang sợ bị lẫn mùi mà thôi. Trên thực tế, hạt cà phê không hề có giá trị thanh tẩy với mũi, mà nó chỉ đơn thuần là một chất có mùi đậm đặc, khét đặc trưng, dễ dàng đánh lạc hướng mũi của các bạn mà thôi. Chưa kể, ở nhiều store nước hoa thì cà phê không được thay mới thường xuyên, chúng dễ bị thiu và thậm chí còn lẫn cả mùi nước hoa khi vô tình xịt vào nữa. Chính vì thế cho nên từ sau khi mà các bạn đi thử nước hoa, đừng nghĩ rằng ngửi cà phê là sẽ reset lại mũi. Cách tốt nhất khi mà chúng ta bị loạn mùi là hãy cho nó được nghỉ ngơi 5 đến 10 phút, hãy bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, sau đó quay lại thử tiếp. Và nếu như quay lại mà vẫn thấy mũi mình chưa ok cho lắm thì hãy quay lại vào ngày hôm sau để tránh đưa ra những quyết định nó không đúng ý mình các bạn nhé.